Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm bánh mì bơ sữa có nho khô. Mời các bạn cùng tham khảo cách làm nha. Đầu tiên mình sẽ cho 140g sữa tươi không đường, 6g men nở, 30g đường, 1 quả trứng gà, sau đó mình trộn đều lên. Mình trộn các cái nguyên liệu này trước thì cảm giác là bánh nó rất là mềm luôn. Tiếp theo mình cho 300g bột mì đa dụng hoặc là bột mì số 11 cũng được và 6g muối, tiếp tục trộn đều lên. Mình sẽ dùng tay để gom bột thành một khối. Sau đó mình cho bột ra ngoài mặt phẳng, thêm vào 40g bơ lạc và bắt đầu nhồi. Bơ lạc thì các bạn nhớ để ở nhiệt độ phòng cho bơ mềm, mình sẽ dễ nhồi với lại bột hơn. Mình cứ nhồi khoảng 10 đến 15 phút thì bột nó sẽ mịn và không còn dính tay nữa. Các bạn có thể sử dụng bột số 13 cũng được nha, nhưng bánh nó sẽ dai hơn. Còn ai mà thích vừa dai vừa mềm thì mình làm bột số 11 hoặc là bột mì đa dụng cũng được. Sau khi nhồi được 15 phút thì mình sẽ bắt đầu ủ bột. Thời gian ủ bột có thể 60 phút hoặc là hơn, các bạn nên để ở chỗ ấm để bột nở được tốt. Đây là bột sau khi mình đã ủ được 60 phút. Mình sẽ chia bột thành 4 phần bằng nhau. Sau đó mình sẽ vo thành hình tròn 4 phần bột đã chia. Cho bột nghỉ 15 phút trước khi tạo hình. Mình sẽ dùng khuôn chữ nhật dài 26cm lót sẵn giấy nến bên dưới cho dễ lấy bánh ra, hoặc mình có thể thoa dầu ăn cũng được. Ở phần tạo hình thì các bạn chỉ cần cán cho bột nó dài ra. Sau đó mình cho nho khô vào. Rồi mình sẽ cuộn từ từ xuống như vậy, cho nó đều lại là xong. Mình miết cái mép bột lại để cho nó đừng có bị bung. Làm xong mình sẽ tiếp tục ủ bột lần 2 thêm 60 phút nữa. Sau khi ủ xong, mình sẽ dùng hỗn hợp một lòng đỏ trứng gà cộng với lại một muỗng canh sữa tươi không đường để quét lên mặt bánh. Hoặc là các bạn có thể sử dụng nguyên quả trứng mình quét cũng được. Nhưng mà cảm giác là khi có sữa vào thì cái bánh nó có màu vàng tươi rất là đẹp. Cho bánh vào rãnh giữa của lò mình nướng 170 độ trong khoảng 20 phút. Các bạn nhớ canh nhiệt lại theo lò nhà nha. Và đây là bánh đã nướng xong của mình. Bánh nở tốt, có màu vàng đẹp và rất thơm. Ở bên trong thì rất là mềm và các bạn thấy là nó có thớ giống như thịt gà vậy đó. Bánh này các bạn bảo quản bằng cách là mình cho vào bịch ni lông á, mình cột kín lại thì mình để qua ngày hôm sau nó vẫn mềm, không có bị cứng gì. Chúc các bạn làm thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.